Ok, nhiều người hỏi mình về cái vấn đề bạn bè của Lam. Ok, gồm có những ai? Một là hai bạn Công Tuyền và Đức Toại đấy, và hai gọi là bạn Thắng. Xong à, thứ ba là như là Minh Còi các kiểu, hay là gọi là hầu như rất chi là nhiều luôn bạn bè của Lam Ok đấy, cả Phương Hồ Luyến đấy, tất cả những bạn bè của Lam Ok. Ok nhá, thì nói chung là bạn ấy mất thì nói chung là ai cũng đều rất chi là buồn thôi. Đó, nhiều người hỏi mình thì mình lên đây mình giải đáp những thắc mắc cho mọi người. Đó. Ok nha, mọi người đăng ký like, subscribe nha anh em nhá.